Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTTN. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ tiếp tục bị bao phủ bởi một lớp sương dày, bầu trời âm u. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh mạnh chi phối Bắc Bộ nên thời tiết khá khô hành. Nền nhiệt thấp nhất ở các tỉnh vùng núi dao động trong khoảng từ 13 đến 15 độ, vùng trung du đồng bằng trong khoảng từ 16 đến 17 độ. Đến trưa chiều thì trời có nắng, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 23 đến 26 độ. Dự báo từ đêm mai sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới có cường độ mạnh tiếp tục di chuyển xuống nước ta, khiến cho nhiệt độ giảm thêm. Lưu xuống miền Trung do khối không khí lạnh mạnh dồn xuống, làm cho khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Ninh Thuận mưa vừa đến mưa to, gia tăng lên đến 600 mm. Mưa tập trung chủ yếu ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Khánh Hòa với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định với lượng mưa cao hơn, phổ biến từ 300 đến 600 mm, có nơi cao hơn. Đợt mưa này có thể kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11. Do mưa nhiều nên các sông ở Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Ở các sông ở Quảng Nam, Ninh Thuận, sông Ba, Phú Yên lên mức báo động 1, lên báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và sông Kỳ Lộ, Phú Yên lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao. Về nhiệt độ, do có mưa mà trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trời rét về đêm và sáng, lạnh về ban ngày với nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ từ 24 đến 26 độ. Còn khu vực từ Bình Định cho đến Bình Thuận dao động từ 26 đến 29 độ. Ở các tỉnh phía Nam, không khí lạnh và gió đông cũng đang lắng mạnh xuống, khiến cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay sang đến ngày mai cũng có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phần phía đông của các tỉnh như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk là những nơi xuất hiện có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 30 đến 70 mm. Lúc này nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên cũng hạ xuống còn 22 đến 25 độ. Trong khi đó nhiệt độ ở Nam Bộ cũng giảm chỉ còn 28 đến 31 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,5 đến 5,5 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ở Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.